Ba có mệt không? Để con đạp giùm cho ba nha. Ba không sao đâu, đừng lo cho ba. Ba con mới đi học về. Ừ, bà coi coi ở nhà còn gì dọn ra cho con nó ăn. Để đầy đủ trong mâm hết trơn luôn á. Ông yên tâm đi. Chi? Chi? Chào mừng tất cả các bạn đã đến với ngôi nhà chung của cuộc thi tìm kiếm diễn viên tài năng. Chi ơi!